Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, ngay lúc này đây thì tôi sẽ phát trực tiếp tôi quay tại cửa hàng tôi ạ. Hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi đã mua về rất là nhiều xe, nhưng mà do cái thời gian vừa rồi tôi cũng rất là bận cho nên là không có thời gian để quay giới thiệu trực tiếp lên trên kênh cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Thì hôm nay tôi sẽ phát trực tiếp và giới thiệu một vài loại xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái mặt hàng đằng trước này thì chúng tôi đang có ví dụ như chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động sản xuất năm 2019 này. Đấy, chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi, rất là đẹp. Đấy, và bên cạnh đó là một chiếc xe Toyota Vios phiên bản Vios G. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 ạ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đấy. Và tiếp theo đây, đây là một chiếc xe Santa Fe phiên bản 2.2 máy dầu phiên bản đặc biệt ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2015, cũng đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Và đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, cũng một chủ từ đầu ạ. Đấy. Và tôi sẽ quay phát trực tiếp thì tôi sẽ quay chi tiết từng chiếc xe một ạ. Trong đó thì có những chiếc xe thì chúng tôi cũng đã phát lên cho quý vị và các bạn xem rồi. Đấy. Ngoài ra thì cửa hàng chúng tôi còn có chiếc xe Toyota Yaris này, phiên bản 1.6 này, máy mới. Đấy. Và đây là chiếc xe Toyota Innova 2020, Hyundai i10 2019. Đấy. Và tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng cái một cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đầu tiên là chiếc xe tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato phiên bản 2019 1.6 số tự động đây ạ. Đấy, chiếc xe mới lăn bánh được có 1 vạn 2 km thôi. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn giới thiệu từng chiếc một cho quý vị và các bạn xem, và tôi sẽ đem ra ngoài trời để quay chi tiết sau ạ. Tại vì là quay trong nhà này, thứ nhất là nó hơi chật chội và thứ hai nữa là nó hơi tối ạ. Đấy. Đây là chiếc xe Cerato đấy ạ. Rất là đẹp và còn một số chỗ còn chưa bóc ni lông đấy ạ. Đấy. Rất nhiều chỗ trên xe này là còn chưa bóc ni lông quý vị và các bạn nhé. Đấy. Rất là nhiều điểm còn chưa bóc ni lông cơ ạ. Đấy, những cái táp bi cửa này chưa bóc ni lông. Phiên bản đủ có cả cửa nóc rồi ạ. Rất là đẹp ạ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi. Phiên bản Luxury đấy ạ. Và đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, cũng đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem từng chiếc một. Toyota Vios ạ. Đây là chiếc xe Vios 2016 phiên bản G. Chiếc xe để tôi xem là cái đồng hồ lăn bánh được bao nhiêu km rồi ạ. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được 5.4 vạn rồi. Thưa với quý vị các bạn, 5.4 vạn. Và chủ xe đã lắp thêm màn hình Android. Đấy, rất là đẹp, rất là mới ạ. Tôi quay qua về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Ngày mai nó có thời gian tôi sẽ đem ra quay chi tiết từng chiếc một cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tắt đi cửa này. Rất là đẹp luôn ạ. Bản G đã đầy đủ đồ rồi.
Và sau đây thì là chiếc xe Santa Fe. Santa Fe phiên bản số tự động 2.2, máy dầu đấy ạ, cũng đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội luôn ạ. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được cũng được hơn 5 vạn gì đó ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe lăn bánh được 5 vạn 7 km rồi. Sản xuất từ năm 2015. Sản xuất 2015 đấy ạ. Và rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Bán đủ rồi, cửa nóc, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh. Dạ thưa anh Mạnh Dũng ạ, xin chào anh Mạnh Dũng ạ. Chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì chúng tôi đang bán với giá là 840 triệu anh Mạnh Dũng nhé. Cảm ơn anh đã quan tâm đến chiếc xe này của chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 840 triệu đồng ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh. Toyota Vios này. Santa Fe này. Yaris ạ. Yaris phiên bản G. Toyota Innova 2020. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2020 và mới lăn bánh được có 1 vạn 3 km thôi, thưa với quý vị và các bạn. Rất là mới luôn. Ở cái thời điểm này thì cửa hàng chúng tôi toàn những chiếc xe cực kỳ mới ạ. Đấy. Phải nói là rất là mới ạ. Hyundai i10 sản xuất năm 2019 nhưng mà tìm chiếc xe này thì độc nhất Việt Nam luôn quý vị các bạn ạ. Tại sao tôi nói độc nhất Việt Nam? Vì chiếc xe được sản xuất năm 2019 nhưng mới lăn bánh được có hơn 8.000 km thôi. Phải nói là không thể tin nổi ạ. Không thể tin nổi một chiếc xe từ 2019 mà mới lăn bánh được có hơn 8.000 km thôi. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang bán đây ạ. Rất là nhiều xe và siêu lướt ạ. Toàn mới chạy có hơn 1 vạn km thôi thì chúng tôi có thể gọi là siêu lướt ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi đây thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang có nhu cầu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Dạ xin chào bạn Hà Nguyễn nhé. Chiếc xe Yaris này thì chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng ạ. Vâng, thưa với bạn là chiếc xe này chúng tôi bán với 519 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn ạ. Nếu như bạn mà có nhu cầu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ.
thưa với bạn Nguyễn Thắng nhé, chiếc xe Cerato 2019 này thì chúng tôi vừa mới mua về và bán với giá là hơn 600 một chút ạ. Tôi sẽ quay và sẽ giới thiệu công bố lại cái giá sau, vì chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm nay. Nó cực kỳ mới đấy ạ, tôi vừa mới mua về và cũng vừa mới rửa xong để vào đây thôi ạ. Tôi sẽ báo giá sau cho quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Còn đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản MT, tức là số sàn, sản xuất năm 2018, cũng đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển rất là đẹp đây ạ. Thần tài đây ạ. 33997 ạ, tức là kép 3399 và 39 là thần tài ở giữa đấy quý vị các bạn nhé. Nếu như số cuối 97 này, nếu như số cuối 97 này mà lật lại thành 79 thì có cả thần tài lớn và thần tài nhỏ luôn đấy ạ. Còn đây là chiếc xe Kia Morning Van, phiên bản van, tức là phiên bản biển D, 2 chỗ ngồi đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, nhập khẩu ạ. Tôi cũng đã giới thiệu chi tiết về chiếc xe này rồi. Những chiếc xe này là đều có video chi tiết rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn vào kênh thì có thể xem được video chi tiết rồi đấy ạ.